Quên corona đi, virus dại mới là virus chết chóc nhất từng xuất hiện trên trái đất. Với khả năng ngụy trang tài tình và một trí thông minh ngỡ như không hề tồn tại, virus dại đã đánh lừa hệ miễn dịch, hách não nạn nhân của nó và gây ra cái chết của khoảng 59.000 người mỗi năm trên toàn thế giới. Điều đáng nói đó là bệnh dại gần như luôn gây tử vong ở những người chưa được tiêm phòng. Một khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, hy vọng cho người nhiễm bệnh dại gần như bằng không. Không có bất cứ phương pháp điều trị hiệu quả nào đối với bệnh dại. Vậy, bệnh dại là gì? Và tại sao nó trở thành căn bệnh vô phương cứu chữa giữa bối cảnh y học hiện đại không ngừng đạt được những tiến bộ vượt bậc? VFact sẽ giúp các bạn đi tìm câu trả lời trong video này. Xin chào, rất vui với tất đương gặp lại các bạn. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Dinh News đưa tin bé trai ở Nghệ An tử vong sau khi bị chó dại cắn. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3, báo điện tử VN Express đăng bài chết do bệnh dại sau 18 tháng bị chó cắn. Lâu hơn nữa, đầu năm 2022, báo điện tử VTV.vn đưa tin tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cắn 4 năm trước. Điểm chung trong tất cả các trường hợp trên đó là nạn nhân đều bị những con chó nghi chưa tiêm phòng dại cắn. Nạn nhân do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết nên đã không tiêm phòng và tất cả đều chỉ nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại. Đáng buồn thay, bệnh dại một khi đã xuất hiện triệu chứng thì tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Trên thế giới đã có hàng triệu người chết vì bệnh dại và khoa học hiện đại thì mới chỉ ghi nhận 15 trường hợp bệnh nhân dại sống sót sau khi các triệu chứng xuất hiện. Một cách không ngoa, virus dại chính là một trong những loại virus chết chóc nhất thế giới. Bệnh dại là một bệnh do virus gây viêm não ở người và các loài động vật có vú khác. Bệnh dại trước đây từng được gọi là bệnh sợ nước do triệu chứng hoảng sợ khi tiếp xúc với chất lỏng của người bệnh. Theo tìm hiểu của VFact, bệnh dại có thể được chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ ủ bệnh, từ khi nạn nhân bị các con vật nhiễm bệnh cắn cho đến khi phát bệnh, kéo dài từ dưới 1 tuần đến hơn 1 năm và thậm chí là tới 6 năm, phụ thuộc vào quãng đường mà virus phải di chuyển dọc theo các dây thần kinh ngoại vi để đến hệ thống thần kinh trung ương. Đây là khoảng thời gian quý báu và duy nhất để cứu sống người bệnh bằng cách tiêm vaccine phòng dại ngay sau khi bị cắn, kết hợp với theo dõi chặt chẽ sức khỏe của con vật cắn. Khám ở chỗ, dấu hiệu của thời kỳ này gần như là không có và chỉ có thể được xác định bởi các vết cắn hay vết xước trên da. Thời kỳ khởi phát, bệnh nhân có các biểu hiện ban đầu của bệnh dại như lo lắng, thay đổi tính tình, có thể cảm giác ngứa và đau ở nơi bị cắn. Cuối cùng là thời kỳ toàn phát, bệnh nhân thể hiện đầy đủ các triệu chứng của bệnh dại dưới hai thể bệnh cơ bản là thể hung dữ và thể liệt. Trong thể hung dữ, bệnh nhân sẽ thể hiện tình trạng kích thích tâm thần vận động, trở nên hung tợn, điên khủng, gây gổ, đập phá lung tung, sau đó tiến tới hôn mê và tử vong. Cơ thể bệnh nhân dại thể hung dữ bị co cứng, tứ chi run rẩy, co giật. Các cơn co thắt họng, thanh quản và khí quản khiến người bệnh cảm thấy sợ nước. Bệnh nhân có cảm giác khát thế nhưng không dám uống nước, thậm chí đau đớn dữ dội khi nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng nước chảy. Một số kích thích rất nhỏ như gió thổi, mùi vị thức ăn hay ánh sáng cũng gây co thắt và đau đớn. Bệnh nhân có nét mặt luôn căng thẳng, hoảng hốt, mắt sáng và đỏ, tai rất thính, có thể có tình trạng kích thích bộ phận sinh dục như cương cứng dương vật ở đàn ông. Bệnh nhân bắt đầu sốt tăng dần, vã mồ hôi, tăng tiết đờm rãi, rối loạn tim mạch và hô hấp, xuất hiện ảo giác. Các triệu chứng này tiến triển nặng dần và bệnh nhân tử vong sau từ 3 đến 5 ngày do ngừng tim, ngừng thở. Thể liệt thường gặp ở những bệnh nhân bị chó dại cắn và đã tiêm vaccine, thế nhưng tiêm quá muộn khi virus đã vào đến não. Bệnh nhân dại thể liệt thường không có triệu chứng sợ nước hay sợ gió. Ban đầu, bệnh nhân có thể thấy đau nhiều vùng cột sống, sau đó liệt chi dưới, rối loạn cơ vòng, rồi liệt chi trên. Khi tổn thương lan tới hành não, bệnh nhân sẽ bị liệt thần kinh sọ, ngừng thở, ngừng tim và tử vong sau từ 4 đến 10 ngày. Bệnh dại do virus dại, một loại virus thần kinh có tên khoa học là rabies lisa virus gây ra. Virus dại trong nước bọt của các con vật nhiễm bệnh xâm nhập vào cơ thể con người, chủ yếu thông qua các vết cắn. Đôi khi, đó có thể là các vết liếm lên các vết thương hở và vết xước, hoặc thậm chí là do bị nước bọt bắn vào mắt, miệng hay mũi. Đối với bệnh dại, chó và rơi là hai vector truyền bệnh phổ biến nhất. Ở các quốc gia mà chó thường mắc bệnh dại như Việt Nam, trên 99% các trường hợp mắc bệnh dại là do chó cắn.
Ở châu Mỹ, các vết cắn của rơi lại chiếm tới 95% nguồn lây bệnh và chỉ có dưới 5% các ca bệnh được gây ra bởi chó. Trong tự nhiên, virus dại còn có thể ẩn náu trong cơ thể chó sói, chó rừng, mèo, chồn cây và nhiều loài động vật có vú máu nóng khác. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ leo theo các dây thần kinh lên tủy sống với tốc độ tăng dần, bắt đầu từ 0,3 đến 0,6mm trên giờ, sau tăng tốc lên từ 8 đến 16mm trên giờ và sẽ mất ít nhất vài ngày để leo đến các cấu trúc của hệ thần kinh trung ương ở trong não và tới tuyến nước bọt. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài ngày đến vài năm, phụ thuộc vào số lượng virus, mức độ nghiêm trọng của vết thương và khoảng cách từ vết cắn đến hệ thần kinh trung ương. Thực tế cho thấy, tỷ lệ phát bệnh dại và tử vong cao nhất là từ vết cắn ở mặt. Các vết cắn ở tay, xa não hơn, có tỷ lệ tử vong trung bình và tỷ lệ tử vong thấp nhất là các vết cắn ở chân, xa não nhất. Câu hỏi đặt ra là tại sao bệnh dại lại vô cùng khó chữa, nếu không muốn nói là gần như vô phương cứu chữa một khi đã xuất hiện triệu chứng. Ta biết rằng các bệnh gây ra bởi virus thường có thể được điều trị bằng các loại thuốc kháng virus, về mặt bản chất là ức chế sự phát triển của chúng. Oái oăm ở chỗ, virus dại lại không phải là một loại virus thông thường. Mặc dù virus, xét theo hầu hết các định nghĩa phổ biến, không được coi là một sinh vật sống. Chúng không được tạo ra từ tế bào, không thể giữ bản thân ở trạng thái ổn định. Chúng không sinh trưởng và cũng không thể tự tạo ra năng lượng. Mặc dù hoàn toàn thiếu vắng thứ gọi là bộ não hay trí thông minh, virus hết lần này đến lần khác chứng minh rằng chúng là những loài láu cá. Rõ ràng, chúng có thể suy nghĩ theo cách mà con người đôi khi không thể ngờ tới. Chúng không lớn lên, thế nhưng chúng nhân bản. Chúng không có một cơ quan đảm trách các suy nghĩ phức tạp, thế nhưng rõ ràng là chúng biết thích nghi với môi trường và biết thay đổi để tồn tại. Theo một cách nào đó, virus giống với những cỗ máy sinh học hơn là một sinh vật sống. Và nếu như bạn đang cần một ví dụ để chứng minh cho luận điểm virus là một thứ không sống chết tiệt cực kỳ thông minh, thì virus dại chính là ví dụ không thể tuyển hơn. Virus bệnh dại sử dụng các chiến lược tinh quái để ngụy trang, tàng hình và né tránh hệ thống miễn dịch cũng như lẩn trốn khỏi các loại thuốc kháng virus. Thông thường, sự tiến triển của virus trong hệ thần kinh sẽ bị gián đoạn do cơ chế phá hủy các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc do phản ứng miễn dịch của vật chủ. Điều đó đơn giản là không xảy ra với virus dại. Bằng cách quái quỷ nào đó, chúng đã sử dụng một hàng rào sinh ra để bảo vệ não và hệ thần kinh trung ương của vật chủ để bảo vệ bản thân chúng. Hàng rào máu não là một màng ngăn có tính chọn lọc cao. Nó ngăn các chất hòa tan trong máu lưu thông trái phép vào dịch ngoại bào của hệ thống thần kinh trung ương, nơi mà các tế bào thần kinh đang vận hành cơ thể của chúng ta. Thông thường, khi não bị nhiễm trùng, tính thấm của hàng rào máu não tăng lên cho phép các tế bào miễn dịch và kháng thể đi qua để giúp loại bỏ tác nhân gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi não nhiễm virus dại, hàng rào máu não lại bị khóa lại, nghĩa là không gì có thể lọt qua nó, kể cả là các chiến binh tự nhiên của cơ thể lẫn thuốc kháng virus. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể xảy ra là do virus đã học được cách hạn chế gây ra tình trạng viêm nhiễm sau khi chúng xâm nhập vào não, từ đó ngăn chặn sự giải phóng cytokine và chemokine có nhiệm vụ kích hoạt phản ứng miễn dịch. Đáng sợ hơn, virus dại thậm chí còn hách não chúng ta theo nghĩa đen và thực hiện một đòn đánh đúng kiểu nở hoa trong lòng địch. Bằng cách nào đó, chúng thao túng hệ thống miễn dịch, khiến các tế bào T của hệ miễn dịch tự hủy diệt hoặc trở nên bất hoạt thay vì nhắm vào các neuron thần kinh đã bị virus xâm chiếm. Cơ chế thao túng phản ứng của vật chủ này khiến việc xây dựng các chiến lược điều trị bệnh dại trở nên vô cùng khó khăn đối với các nhà nghiên cứu. Mặc dù không có bất cứ phác đồ điều trị nào được công nhận là có hiệu quả, một khi các triệu chứng đã thể hiện ra bên ngoài, lịch sử y khoa từng ghi nhận một lần hiếm hoi mà con người suýt làm được điều đó. Vào năm 2004, một cô gái 15 tuổi tên là Gina đã bị một con rơi cắn vào ngón tay. Chỉ hơn một tháng sau, Gina bắt đầu có triệu chứng nhiễm trùng, bao gồm nói lắp, sốt và nôn mửa. May mắn cho Gina, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Wisconsin, Hoa Kỳ đã nảy ra một ý tưởng táo bạo để bảo vệ não của cô bé trước khi virus xâm nhập bằng cách đưa nó vào trạng thái hôn mê. Để hệ thống miễn dịch của Gina có thời gian chống lại virus, các bác sĩ đã gây mê và sử dụng một số loại thuốc kháng virus và ketamine, một phương pháp về sau được đặt tên là quy trình Milwaukee, The Milwaukee Protocol.
Chỉ sau vài ngày, các bác sĩ đã tìm thấy kháng thể chống lại virus trong dịch tủy sống. Tình trạng nhiễm trùng đã khỏi và Gina trở thành một trong số những bệnh nhân hiếm hoi sống sót trước bệnh dại. Quan trọng hơn, hy vọng về một giải pháp điều trị bệnh dại đã được thắp lên. Và mặc dù rất hứa hẹn với sự thành công ngoài mong đợi ngay trong lần thử đầu tiên, quy trình Milwaukee vẫn không phải là lời giải cho virus dại. Trong hơn 50 lần thử sau đó trên khắp thế giới, chỉ có một số rất ít bệnh nhân sống sót, khiến nó trở thành một phương pháp điều trị gây tranh cãi và không còn được khuyến nghị rộng rãi. Tin vui đó là bệnh dại có thể phòng ngừa 100% ở người nhờ vaccine. Vaccine bệnh dại chứa virus dại ở dạng bất hoạt. Nó hoạt động bằng cách kích thích các phản ứng miễn dịch chủ động của cơ thể đối với virus này mà không thực sự gây ra bệnh dại. Sau khi được tiêm vào cơ thể, các kháng thể chống lại virus dại sẽ được sinh ra trong từ 7 đến 10 ngày và tiếp tục tồn tại trong nhiều năm sau đó. Vaccine có thể được tiêm vào hai thời điểm khác nhau, tiêm trước khi phơi nhiễm đối với những người có nguy cơ mắc bệnh dại cao hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với động vật mắc bệnh dại, chẳng hạn như là bác sĩ thú y hoặc nhân viên phòng thí nghiệm, hoặc tiêm ngay sau khi tiếp xúc hoặc bị cắn, liếm bởi con vật nghi bị dại. Phải ghi nhớ rằng bệnh dại chỉ có thể phòng chứ không thể chữa, và khoảng thời gian vàng để làm điều đó là ngay sau khi tiếp xúc với con vật nghi bị bệnh. Chúc anh chị em luôn khỏe mạnh và bình an! Nếu anh chị em yêu thích các content của VFX, nhớ đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!